là cái tên gắn liền với tuổi thơ của nhiều người qua giai diễn tiểu lính tử trong Hoàng Châu Cách Cách, Triệu Di hiện tại vẫn thu được sự đông đã từ đông đảo khán giả. Ở tuổi 43, dù từng vướng dài can đan, nữ diễn viên vẫn là qua đáng đình đám xứ trung, sở hữu nhan sắc không tuổi khiến nhiều người bất ngờ. Ngày 12 tháng 10, én nhỏ góp mặt với vai trò giám khảo trong show giải trí diễn viên mời vào chỗ. Trong chương trình, Triệu Di thu được rất nhiều lời khen vì nhan sắc trẻ trung ở độ tuổi 50 cũng như hiểu biết sâu rộng rãi của cô. Nữ diễn viên không chỉ nhận xét mà còn phân tích điểm mạnh điểm yếu của các thí sinh. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Triệu Di kém cõi chọn những y phục trẻ trung, năng động. Trong khi đó, loạt ảnh tạp chí của nữ diễn viên kém cõi đi tuyệt vời với khán giả bởi thần thái sắc lạnh, sang trọng trọng từng có thời gian, nữ diễn viên Hoàng Châu cách cách bị cư dân mạng chỉ trích vì tăng cân mất kiểm soát. Sau đó, cô tích cực đổi mới phiên bản thân và đã giảm được 15kg. Triệu Di từng chia sẻ, cô tuổi thân khi đọc những bình luận mỉa mai cân nặng của mình. Én nhỏ thừa nhận cô không có động lực kiểm soát cân nặng vào khoảng thời gian đó. Ở tuổi tứ tuần, Triệu Di vẫn xứng danh thiên hậu toàn năng khi cô vừa làm diễn viên, vừa làm ca sĩ và đạo diễn, giám đốc sản xuất ở lĩnh vực phim ảnh. Đầu tháng 9 vừa rồi, Triệu Di dấn tin đồn bí mật sinh con thứ hai ở tuổi 43 sau khi hình ảnh cô đi ăn cùng con gái tiểu tứ Nguyệt và một bé bỏng trai 4 trừ 5 tuổi bị lộ ra. Tuy nhiên, đại diện của én nhỏ phủ nhận, cô ấy làm gì có thời gian sinh con. Bên cạnh đó, cô cũng dứng nghi hoạt ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long vì đã lâu cả hai không xuất hiện bên cạnh nhau. Năm ngoái, cung phi chồng Triệu Di lao đao vì Cang đang trốn thuế, An Giang chứng khoán.